Cho anh ha, quay cận cảnh của cái máy trộn lồng quay mà 6 tắc ha, anh coi anh tham khảo ha. Mặt qua vô như chạy thì thử mặt qua đây. Chỉnh đây cái lồng sẽ quay. Quay chiều bên đây. Còn anh muốn đảo chiều ngược lại thì anh cứ chạy bên đây. Chiều ngược lại. Em làm inox hết, một hộp ha. Chạy nhanh chạy chậm anh điều chỉnh cái biến trở thôi. Anh chạy chậm cho tốc độ gì thôi. Rồi để em tắt em đổ bột vô, tắt em dừng máy giữa em máy tắt. Mình mở nắp coi. Gà mình mở nắp coi. Chọn cái sáu thẩm cho tốc độ nhanh lên. Năng hạ của lòng anh quay tao quay nhẹ xíu đó, năng hạ của lòng. Em mở nắp anh quay ha, quay lúc mà nó chọn chứ lúc mình chọn mình sẽ đẩy nắp ra rồi thì nó sẽ không thấy trong lòng nó quay cái gì. À, máy ra đã đều đẹp lắm. Để em đậy nắp lại. Anh đổ lên anh xào thôi. Vườn này tùy cái anh pha bột nhiều hết á. Anh nó quay thôi. Máy này quay nha, anh quay cái lồng quay này. Này đổ ra lấy quay gần tay thật xuống. Lồng này nhỏ anh quay bằng